nằm ngay cạnh quốc lộ 5 thuộc địa phận xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương. Chốt sơ cấp cứu tai nạn giao thông nằm trong khuôn viên của trạm y tế xã này đã được thành lập từ hơn chục năm nay, theo đề án giảm thiểu tai nạn giao thông của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ. Một phòng bệnh không mấy rộng rãi, với những trang thiết bị hết sức sơ sài. Những thứ được trang bị từ lâu thì giờ cũng chẳng còn dùng được. Nạn nhân bị tai nạn giao thông chỉ có 15 phút đầu tiên là thời gian vàng để có cơ hội được cứu sống. 15 phút ấy sẽ bị lãng phí nếu không có những phương tiện sơ cấp cứu cần thiết. Nhưng trong nhiều năm qua, 5 cán bộ trạm y tế xã Cộng Hòa vẫn buộc phải tay không bắt giặc. Chốt cấp cứu mà hiện nay đã đủ cái phương tiện chưa thì theo tôi là chưa đủ. Cái thứ nhất là ở đây là bệnh nhân cấp cứu vào là tương đối là đông và có bệnh nhân rất là lạ. Với hơn 20.000 lượt phương tiện lưu thông mỗi ngày, quốc lộ 5 là một trong những tuyến đường nhức nhối nhất về tai nạn giao thông. Cũng là tuyến quốc lộ có mạng lưới trạm cấp cứu được đánh giá là tương đối hoàn thiện. Nhưng trên thực tế, cả 12 chốt cấp cứu trên tuyến quốc lộ này đều ở trong tình trạng hết sức nghèo nàn. Thậm chí, chốt cấp cứu ở ngã ba Tiền Trung, thành phố Hải Dương chẳng có gì ngoài một chiếc tủ. Dù vậy, từ nhiều năm nay, chị Phượng vẫn nhiệt tình gắn bó với công việc. Trong năm nay đấy, thì là cũng sơ cứu các nữ với ca nặng là nhờ taxi, xe ôm người ta hỗ trợ mình cùng mình đi. Còn những ca nhẹ thì mình sơ cứu ở tại đây và người ta ổn định, người ta về. Có một mạng lưới được xây dựng, có những cán bộ nhiệt tình. Nhưng sau chục năm hình thành, đi vào hoạt động, hệ thống chốt sơ cấp cứu trên quốc lộ 5 dường như vẫn chỉ lập ra cho có. Tổ chức sơ cứu thì trang thiết bị dụng cụ sẽ bị tiêu hao đi. Và hiện nay là cái nguồn để bù đắp lại cái tiêu hao trang thiết bị đấy cho cái lực lượng tình nguyện viên các trạm chốt thì rất là khó khăn. Chúng tôi cũng đã liên hệ làm việc với bên ngành y tế, nhưng mà quả thực là ngành y tế cũng chưa có một cái dòng ngân sách hay là một cái mục hoạt động nào để hỗ trợ cái bù đắp cái trang thiết bị tiêu hao này. Mới đây, một dự án an toàn giao thông đường bộ Việt Nam đang được Bộ Y tế kết hợp Bộ Giao thông Vận tải triển khai trên quốc lộ 5 dựa trên 12 chốt sơ cấp cứu được Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam xây dựng từ trước. Mục tiêu giảm 10% số ca tử vong như đã đặt ra. Tuy không cao, nhưng cũng khó có thể trở thành hiện thực nếu các chốt sơ cấp cứu này vẫn thiếu thốn đủ thứ như hiện nay. Sơ cấp cứu không đồng nghĩa với sơ sài.